Studio Hà Nội. Như các bạn đã biết, Baladi chúng mình là trung tâm duy nhất có đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản từ các trường Học viện Múa Bắc Kinh, Học viện Hí kịch Trung ương Bắc Kinh và các giảng viên nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Ngày hôm nay, Ngọc Thư cùng với mọi người sẽ cùng tập một đoạn trend rất hot trong thời gian gần đây dựa trên nền nhạc Hoắc Nguyên Giáp. Và bây giờ chúng mình cùng nhau tập luyện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua 8 hướng trong múa nhé. Rồi, hướng đứng trước đối diện mặt mình, đó chính là hướng 1, gọi là hướng 1 ạ. Hướng đối diện xế sang bên phải thì gọi là hướng 2. Còn hướng mà thẳng ngang với người luôn này, đó, sang bên phải thì được gọi là hướng 3. Tiếp tục, hướng chéo, hướng xế tiếp về sau và chéo người so với bản thân người của mình như này thì mình sẽ gọi là hướng 4 nhá. Còn hướng thẳng về đằng sau, đối diện đằng sau mình luôn, đó, thì mình sẽ gọi nó là hướng 5 nhá. Rồi, tiếp hướng xế chéo sang bên trái dần lên thì hướng 6. Và hướng ngang vai của mình được gọi là hướng 7. Tiếp tục hướng chéo, cuối cùng được gọi là hướng 8. Rồi, mình nhắc lại 8 hướng nhá. Hướng 1, đối diện mặt mình này. Hướng 2, chéo này. Hướng 3, bên cạnh này. Hướng 4, chéo. Hướng 5, đằng sau. Hướng 6, chéo. Hướng 7, ngang. Và hướng 8, chéo. Rồi, mình sẽ nói lại này. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Rồi, mọi người đã nắm rõ chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ vào đoạn đầu tiên của bài Hoắc Nguyên Giáp nhé. Nào, mình sẽ đứng người mở về hướng 8. Chân trái, chân phải mọi người sẽ đưa lên. Khi mọi người đứng thì mọi người nhớ là rút cao hông lên, đặc biệt là không sệ hông xuống. Nhau rút cao lên sẽ giúp người mình cao thêm phát hơn. Rồi, chân duỗi thẳng và ngón chân lên. Chưa, ngón chân chỉ có ngón chân cái chạm vào dưới sàn, bốn ngón chân còn lại cho nó vào bên trong một chút nhá. Thế, bây giờ này, người mặt mình nhìn sang hướng 8, thẳng lưng, chuẩn bị mình sẽ làm với tay trước. Tập tay trước này. 1, đi 3 nước. 2, 3. Được chưa? Rồi, tạm thời để chân nghỉ thì mình làm tay trước nhá. Này, 1, 2, 3. Và khi mọi người nâng lên nhớ là có điểm dừng nhá. Nhạc này. 2, 3. Được chưa? Không làm như này này. 1, 2, 3. Không làm đều nhau thế mà mọi người sẽ làm theo nước này. 1, 2, 3. Nhớ chưa? Càng dứt khoát ra là thầy càng đẹp nhá. 1, 2, 3. Được chưa? Rồi, mình thử luôn này. Chân đứng vào tư thế chuẩn bị. Bắt đầu, đạn đầu thì mắt mình sẽ hơi nhìn xuống dưới một chút này. 1, 2, 3. Được chưa? Rồi, tiếp tục nhá. 1, 2, 3, tay lên thì đồng thời chân cũng lên. 1, 2, 3, và được chưa? Khi lên này, 1, 2, 3, và 1, 2, 3, và gác chân lên. Cái chân phải của mình đưa lên và xoay sang bàn chân mình sẽ xoay về đằng sau, ở về phần ngang. Đó, khi mọi người giơ chân lên thì chú ý là từ cái đầu gối xuống cái bàn chân của mình nó phải được nâng lên như thế này, nó không xuống như này. Cố gắng nhá, nếu như không làm được thì xuống cũng không sao cả, nhưng mà nếu mà mình làm được tốt hơn ấy thì mình nâng cao như này cho đẹp nhá mọi người nhá. Thế, và khi mà mọi người đứng như thế này thì lưu ý là cái phần hông này của mình, phần thân trên của mình là phải đứng vững, không được như này. Đó, đừng có tụt như này. Cố gắng vươn cao lên và thẳng chân trụ lên. Thế, thẳng chân trụ lên sẽ giúp người mình cao hơn, đẹp hơn. Được chưa? Đó, mọi người nhìn này, chuẩn bị làm lại này. Vào nhá. 1, 2, 3, và à, đó, vừa nãy mình vừa làm tay rồi, bây giờ mọi người nhìn nhá. Này, chân này và tay này. 1, 2, 3, và chân được chưa? Mọi người chú ý đến chân đã. Rồi, ok. Tay này tiếp tục này, nâng này. 1, 2, 3 và cuộn nhẹ cổ tay vào trong thì tay phải ghé ở má bên trái, còn tay trái mình sẽ nâng cao lên. Khi mà nâng tay trái lên thì lưu ý là cái khuỷu tay của mình này không được
gãy thấp quá, cũng không được thẳng quá, ngón tay mềm ra. Đây, ngón tay mềm ra, mọi người nhìn nhá, tay hoa lan nhé. Mềm ra, vươn lên, hạ vai xuống, không kéo vai lên như thế này. Đó, hạ vai xuống, được chưa? Tay mềm ra, thả lỏng tay ra. Tay này, hai tay đi vào này, nâng này, cuộn nhẹ cổ tay vào trong, sau đó là ghé vào. Đó, khi tay bên phải thì đưa xuống, không dơ cao lên như thế này. Rồi, đưa thấp xuống làm sao để mặt của mình hướng ra ngoài cho nó đẹp. Được chưa? Tay trái, thế bạn ngửa mặt lên một chút. Nào, bây giờ mình sẽ kết hợp cả chân và tay nhé. 1, 2, 3, và. Rồi, lại cuộn và. Nó như kiểu là một nước ấy, cuộn. Đó, này, nhanh và và. Nhanh và lơi này, nhanh và lơi. Đó, mặt mình nhớ đẩy hướng mặt ra một chút. Thế cho bác sân khấu nhé, không được để tay xăng xong bắt đầu là mặt như thế này. Dạ, nhích ra một chút cho nó đẹp. Được chưa? Làm lại này. Chuẩn bị nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Được chưa? Rồi, cái ngón tay của mình, cái đoạn này mình càng thả lỏng ra thì ngón tay mình sẽ càng đẹp đây này mình. Thế, thả lỏng ra, không nhất thiết là phải căng như ngón tay hoa lan như này đâu nha mọi người nhá. Mình có thể thả lỏng ra để trông nó mềm mại hơn. Đó, thả lỏng ra như này một chút. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm lại nhá. Chuẩn bị này. 1, 2, 3, và. Đó, thế được chưa nào? Nhớ nhá, người giúp cao phần thân trên lên. Thân trên mà sập sệ là một người sẽ bị như này này. Đó, trông nó buồn cười lắm. Nhớ là phải cao người lên, vươn cao lên. Thế mặt cũng phải vươn hướng lên. Rồi, xong đặt đầu, đặt xếp hình đầu tiên rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt tiếp theo nhé. Chấm ở đây. Rồi, chân. Chân thì bây giờ mình đang luyện tập phần tay. Mình sẽ thả lỏng tạm thời chân xuống nhá. Cuộn này. Thế, tiếp tục này. Mở, bây giờ này, bắt đầu vào đặt nhạc nhé. Duỗi bàn tay ra, duỗi hai bàn tay ra, duỗi một, cuộn hai bàn tay vào bên trong như thế này, được chưa? Đây này mọi người nhìn này, tay đang giơ lên này, thả tay ra, vút ra và mở cuộn lại vào bên trong, được chưa? Lại nhá, ị, đó, đúng rồi, làm lại nhá. 5, 6, chân tạm thời để xuống đất đã. 7, 8, ị, 1 và 2. Khi mà cuộn ra thì lưu ý là tay phải của mình vuốt ra bên ngoài thẳng, tay trái từ trên cao đưa xuống đằng sau đầu của mình, tay phải vuốt dần dần ra như thế này, được chưa mọi người? Tay này, đó, lưu ý nhá, cái đoạn mà mình đưa tay ra thì đừng có bị gãy tay quá, không được thẳng tung tay hay là gãy tay như này quá, trông nó rất là bé người. Mình nhờ mỗi động tác của mình múa thì mình nên kéo dài động tác ra, trông người nó sẽ vừa thanh thoát và động tác của mình nó thoáng thì nó đẹp hơn nhá. Nào, lên này. 7 và mở tay, tay trái đi xuống, tay phải vuốt từ bên trong mặt đi ra, được chưa? Này, tròn 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 này, từ tay này tròn, được chưa? Làm lại nhá. Này, một, cuộn cổ tay vào, vuốt tay trái xuống và tay phải duỗi ra. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ mình thử làm với chân nhá. Từ đầu luôn này. 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và up. Rồi, tiếp tục này. 1, cuộn cổ tay, vuốt tay phải ra, tay trái đưa xuống dưới. Rồi, hạ tạm tay. Ok, tay xong rồi. Bây giờ lưu ý chân này. Chân nhá, thì mình sẽ xoay một vòng cổ chân như thế này. Một vòng cái từ cái đầu gối xuống. Đó, khi mà mọi người xoay thì mọi người lưu ý như sau. Đầu gối của mình giữ nguyên, phần thân trên của mình giữ nguyên, và chỉ có từ phần đầu gối hất xuống chân của mình đến cổ chân của mình là di chuyển. Và di chuyển vòng tròn, mình sẽ đóng từ bên phải đi ra ngoài và vào trong. Mọi người sẽ vẽ đúng một vòng tròn nhá. Rồi, đây này. Đây, đang nâng lên đúng không? Đang nâng lên này. Thì giữ lại đầu gối để xem là mình đã làm đúng chưa. Hạ chân, hạ chân phải xuống trước này, rồi nâng lên này, xoay một vòng này, đó, và duỗi ra luôn. Thế, nào lại nhá, người mình đang hướng tám thấy chưa? Nào, nâng lên này, rồi xoay một vòng vào trong, duỗi một vòng và duỗi ra.
Thế tức là mình sao? Mình xoay một vòng và duỗi ra. Được chưa? Thẳng đầu gối lên nhá, cố gắng giữ cái đầu gối lại cho đẹp này. Thế, lưng với vai nhớ vẫn áp cao người, được chưa? Rồi, làm này. Đây, mọi người nhìn. Thế này, 2, 3, vào trong, duỗi ra ngoài và vuốt thẳng xuống. Được chưa? Này, 1, 2, 3, vươn ra. Nhá, tiếp tục này. Chân vòng một vòng tròn thì đồng thời tay của mình như sau. Mình sẽ đặt lại ở đoạn tạo hình đầu tiên là đây, vuốt xuống, mở ra và mình xoay chân một vòng tròn này, đúng một vòng tròn. Rồi mình tạm thời bỏ chân xuống, tay trái của mình sẽ vuốt ra này, vuốt từ trong ra, từ tóc ra, từ bên trái, và mình sẽ đưa tay phải về gặp hai tay ở trước mặt mình, dưới cằm chéo xuống này, chéo xuống và mình mở tay tròn ra. Khi mọi người mở tay ra thì mọi người lưu ý là cái cổ tay của mình nhá, không gãy cổ tay như này nhá. Đó, trông rất là xấu. Mọi người vươn dài tay ra thế này, được chưa? Cố gắng vươn dài tay ra nhá. Này, mở. Thế cổ tay không được gãy nha mọi người nhá, cổ tay đừng gãy nhá, đừng co như này, trông rất là xấu này. Vươn dài tay ra. Đó, duỗi dần bàn tay ra. Và khi ra như kiểu là thế, nhớ chưa? Ỉ, mở. Rồi, thì đồng thời chân của mình cũng sẽ mở ra. Đoạn mà khi chân xoay một vòng trong, một vòng xong, sau đó là mình duỗi ra thì đồng thời chân của mình, tay của mình cũng để cũng duỗi ra luôn. Đó, người vươn lên. Thế này, nhìn theo với tay trái của mình và vươn xuống. Được chưa? Bây giờ mình sẽ làm lại đoạn này nhá. Lên này. Rồi, một cuộn, hai đưa vào. Thế và xoay một vòng tròn này, vuốt vào trong, chân chuẩn bị đưa ra thì tay trái vuốt vào bên trong phía trước dưới chân mặt, và mặt tay phải đưa vào và mở vai, mở lên, mở vai phải lên, vuốt dần dần chân ra, mũi chân duỗi thẳng và tay đưa ra. Thế mọi người hơi trùng chân xuống một chút. Thế đúng rồi, tiếp tục nhá. Sau khi vuốt chân xong này, chân cao xong, vuốt chân xong này, thì mình cái tay trái của mình ấy vuốt xong, tay trái của mình gần lại má trái, gần lại má trái, mình vuốt tay phải xuống. Đó, và hai tay nâng lên, tròn nâng lên. Khi nâng lên thì người về hướng 1. Khi hạ xuống thì người xoay về hướng 2. Rồi, mình sẽ làm lại từ đầu đoạn này nhá, để cho mọi người hiểu nhá. Nào. Bắt đầu này. 5 6 7 8 và 1 2, 3, ỉ vào. 1, mở. 2, xoay chân. 3, ỉ vuốt tay vào. Và 4, tiếp này, hạ tay phải xuống thì tay trái vuốt lại lên má của mình này, ẻ vuốt lại lên má của mình, và hai tay vuốt xuống đưa người về hướng 1. Tay mọi người nhá, nhớ khi nâng lên thì mình sẽ nâng bằng khử tay này, được chưa? Nâng bằng khử tay lên, nhớ là không được gãy tay như này, hay là cổ tay, là khử tay nó cong như này đâu nhá mọi người nhá. Nâng lên thả lỏng toàn bộ phần cổ tay, nâng lên làm sao cho tay mình nó thật là tròn nhá. Thế và khi hạ xuống thì người xoay sang hướng 2, được chưa? Mọi người có nhớ hướng 2 không? Rồi, bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu nhá. 5 6 7 8 và 1 2 3 và ỉ. 1 2 vuốt xuống và xoay, mở và mở ra. Thế, nghe chưa? Vuốt chân, chân hạ xuống thì tay vào má của mình, vuốt xuống thì nâng lên hướng 1 và hạ xuống thì xoay sang hướng 2. Nào, bây giờ mình tiếp tục làm các tiếp theo nhé. Khi mình xoay sang hướng 2 thì mình sẽ xoay sang bên phải một chút. Cái tay trái của mình sẽ đưa từ dưới lên trên, còn tay phải thì sẽ dần dần đưa lại bên má phải của mình. Được chưa? Rồi, đó là tay. Nào, lại này. Ê, nâng lên và hạ xuống vuốt này. Được chưa? Hướng 2 nhá. Nâng lên, hạ xuống vuốt vào người. Đó. Được chưa? Rồi. Nào, mình sẽ làm lại này nhá. Vuốt chân ra. Ý, thở xuống và nhấc lên, nhún nhẹ rồi kiễng lên nhẹ. Xoay người sang hướng 2. Tay trái xuống,
tay phải vào má thì cái chân trái của mình sẽ kiễng lên như này nha mọi người nhá. Khi mọi người lên này, ị lên và xoay đó, hiểu chưa? Thì cái chân trái của mình nó sẽ kiễng lên một chút như thế này nhá, được chưa? Rồi ị lên và hạ nhún nhẹ xuống, chân trái kín mũi chân lên chưa? Rồi vào đến đây thẳng lưng này, cái đầu của mình lúc này mình hơi, khi mà tay phải sát cái má bên phải của mình rồi thì đầu của mình hơi nghiêng sang bên phải một chút, nhìn cái tay, bàn tay của mình chìm bến này, thấy chưa? Tiếp tục này, khi hai tay đổ cho nhau, hai tay mình sẽ đổ cho nhau nhá, đổi tay trái vào tay phải lại ra đó, chạm lấy bờ môi của mình này, thế được chưa? Là lại nhá, ỉ lên được chưa? Nào lại nhá, nâng và xuống này, vào trái lên này, trái lên này, được chưa? Hông mình vẫn hạ sang bên phải. Rồi bây giờ khi mà mình đẩy đổi tay lên thì cái hông trái mình phải up lên, hông trái up lên, hông trái đang để ở phía dưới đúng không, đang để sau bên phải này, bây giờ mình kéo hông trái lên, thế này, ị hất lên và tiếp tục này, tay trái của mình ấy vuốt qua cái bên tay trái một vòng, vuốt qua nhẹ một vòng đó, thì mình đánh cái hông sang, hông của mình sẽ đánh như sau, đánh chéo lên hướng 2 vòng qua hướng 1 qua hướng 8 và về đằng sau nhá. Đương nhiên là mình sẽ đánh nhỏ nhỏ thôi chứ mình không đi hết cả cái hông như này, mình sẽ đánh nhỏ làm sao biên độ nó vừa nhỏ vừa đẹp này, ỉ lên một vòng thế thôi, mặt của mình cũng thế này, và đây là lên này, ỉ đánh hông luôn. Khi đánh thì cái mặt của mình từ từ vuốt ra nhìn khán giả và chiều mến vào, ỉ kêu xa và lên này, tiếp tục vén một nửa này. Rồi bây giờ mình đổi cái chân trái này kiễng nhá, nãy mình kiễng chân trái đúng không, bây giờ mình đổi chân trái là sau, được chưa? Nhớ nhá, khi mà người mình xoay đằng sau này thì người mình sẽ xế sang hướng tám một chút nhá. Mình làm lại, ỉ lên này, được chưa? Mắt đắm đuối nhìn vào tay này, sau đó là đánh hông một cái này, đánh hông một cái từ hướng 2, hướng 1 và hướng 8 này, xoay lên và liếc mắt đằng này nhá, nhìn qua khán giả và nhìn xuống này, lên xuống, hạ tay xuống một chút nhá. Nhờ khi mà mình hạ tay trái xuống thì cái tay phải của mình hơi úp xuống một chút, được chưa? Nào mình làm lại đằng này nhá. Đằng này là thường thì là mọi người làm đằng này sẽ bị khó vào nhất đấy, nhưng không sao, cứ tập kỹ là mình sẽ làm được. Nào hông này, tay phải ở ngay miệng của mình này, ngay má trái này, rồi lên này, thế và tiếp tục đánh hông sang mặt nhìn này, vuốt tay trái xuống thì tay phải úp này, được chưa? Tiếp tục này, người mình đổ xuống một chút này, đổ xuống cái đầu gối mình thả lỏng xuống một chút này, thế và bây giờ mình sẽ vuốt tay trái vào mang tay của mình. Như cái đoạn này của người ta là người ta sẽ gài cái bông hoa này vào đấy. Thế mọi người mà có bông hoa mà gài thì tốt nhé, càng đẹp. Nào lên này, thế còn cái đầu của mình nhá, tay thì như thế rồi, tay thì gài vào bên mang tay rồi, con đầu của mình này hơi móc lên và nhìn ra ngoài, được chưa? Mình sẽ móc đầu sang bên phải một chút, sau đó là mình sẽ đánh thẳng về giữa nhá. Đây này, ị lên và về, thế ánh mắt của mình luôn hướng về phía máy quay cho thật đẹp nhá. Nào lên và nhìn máy quay diễn nào, đúng rồi, thật thái lệ. Nào bắn lại nhá, này vuốt này lên, được chưa? Bàn tay thả lỏng, tay để ngay bên mang tay của mình để đó, xong tiếp tục nâng lên này, thẳng người lên thì bắt đầu vai của mình mọi người sẽ chia thành hai nấc như sau, ị một hai, vai nó sẽ đánh đi này, một hai, thế vai đánh nhá, còn tay của mình sẽ thả lỏng hơn, nhớ chưa? Này ị một hai, thế nó như kiểu hai nấc thở ấy. Đó đúng rồi, làm lại nhá, tay này vén này và ị một hai, đó được chưa? Điểm mặt này, ị một hai, được chưa? Rồi vuốt tay phải vào này, tay trái hạ xuống. Khi mà mọi người vuốt tay trái hạ thì mọi người nhớ là đừng có hạ lên đằng trước để cho khán giả nhìn thấy cái đường tay đi của mình nhá, cố gắng hạ khéo léo làm sao để cho tay nó về đằng sau này, thế và tay phải của mình nâng lên này, mở vòng tròn, mình sẽ đi từ dưới lên trên này, thế
thế mở ra và mở sang bên phải. Này, mở đang tập tay nhá, chưa có chân nhá. Rồi mình đang tập một tay bên tay phải thôi. Nào mình làm lại từ đoạn trước nhá. Này, ể và ỉ, một vào là không hai. Hạ tay trái xuống thì cái chân trái của mình đổ về sau luôn. Tay phải đồng thời cúi xuống, vén lên, vén lên, mắt nhìn và ỉ, một hai đánh vai và ung tay chạm tay phải lên này. Thế đi qua đầu, tiếp tục này, khi tay phải đi qua đầu thì chân trái đưa lên đằng trước, chân trái vòng một vòng từ sau lên đằng trước nhá. Này, lên này thì cảm giác người của mình này vươn lên đó, thả lỏng và ỉ ấp một cái và thả lỏng người chưa. Lại này, ỉ lên và thả lỏng tay phải, sau đó lên tay trái này, phải lên và trái thả lỏng về đằng trước. Tay phải sẽ đi từ bên trái qua bên phải, còn tay trái đi từ đằng sau sang bên phải, được chưa nào? Đặt mình làm lại, đặt lên này, móc lên này và ỉ, một hai và tay trái bước xuống nhá. Tay phải nâng lên này thì tay trái đi qua, đồng thời chân trái từ dưới lên trên và hạ xuống. Điệu vào này, ỉ, đúng rồi, tiếp tục nhá. Chân ở đây này, bây giờ mình sẽ tập chân nhá, hạ chân xuống, hạ gót chân xuống, thả, và bây giờ mình sẽ móc chân lên, móc bàn chân trái lên và mình xoay gót chân này, đi mở chân ra. Thế mình sẽ đi mở chân từ bên phải mở sang bên trái. Này, mở ra, được chưa? Khi mà mở chân ra xong thì trọng tâm của mình sẽ ở chân trước, tức là ở chân trái luôn nhá. Này, ỉ, mở ra. Thế khi mở này, ỉ thẳng lên, thẳng và mở đổi trọng tâm thì nhún nhẹ đằng trước, nhún nhẹ một cái nhẹ này. Tiếp tục này, chân phải của mình này đi về đằng sau, đi về sau gót chân trái và tiếp tục đi trượt qua hướng của chân trái đã đi và trượt từ mũi này, lòng và gót chân lại đi mở ra tiếp sang hướng bên phải, được chưa? Mình làm lại đoạn này nhá, đoạn này sẽ hơi chân hơi khó đi, tại vì bình thường thì mình sẽ không đi chân như thế này nhiều nhá. Rồi, ề và ỉ, lên kéo chân trái lên đúng không? Và ký chân trái tiếp tục hạ xuống, ký lên và mở chân trái ra từ bên phải sang bên trái, hạ thả lỏng lại. Tiếp tục chân phải về gót chân trái và móc dần chân lên trượt qua rồi thả lỏng về. Được chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm tay nữa nhá. Nào. Nào, ể lên và uốn một thả lỏng, hai lên và ỉ, một hai đánh và xoay phải lên, một hai ỉ, mở chân trái, nâng người lên thì mở chân trái này. À, bây giờ đoạn vai của mình nhá, vai của mình nâng lên và mình sẽ đánh từ bên phải sang bên trái. Mọi người chú ý là cái lực của mình tập trung vào vai đánh đi nhiều hơn, được chưa? Nhưng mà đánh vai làm sao để cho mình không bị xô vai lên trên này, tuyệt đối nhá, đánh vai không xô vai lên trên mà đánh nhẹ nhàng, ỉ, hít thở, và cái bàn tay của mình từ cái khuỷu tay xuống nó sẽ thả lỏng đi theo hướng người mình, được chưa? Này, hít thở nhá, tuyệt đối là không, được chưa? Không kéo cả vai đi nhá. Nào, lên này, lên này, rồi tiếp tục tay 1, 2 và vuốt tay trái xuống, chân trái đi lên, mở 1, nhún và móc chân trái, nhún và móc chân trái lên, 2, đúng rồi, đánh người theo, lại đánh người theo bên chân trái của mình, đánh và trượt chân phải từ dưới lên trên này, chuẩn bị mở ra, khi chân phải mở ra thì người mình cũng sẽ đánh sang bên phải luôn, đó, được chưa? Đúng rồi, mọi người nhìn nhá. Lảo lướt lên, đừng gồng, mọi người tuyệt đối nhá. Muốn múa được mềm dẻo bài này thì mình phải thả lỏng và mình sẽ thắt vào những đoạn mà cần nhấn mạnh. Tuyệt đối là mình không gồng từ đầu bài đến cuối bài vì xem nó rất là nặng nề mọi người ạ. Nào, chuẩn bị này, lên này, đó, lên, ỉ, một, hai và thả và vung một, lên này, ỉ móc lên, hai này và ỉ chân phải, ba này. Rồi, mình đã làm được đoạn này rồi. Còn một chút xíu nữa là kết bài rồi này. Mở ra này, tiếp tục này, hai tay của mình này, mở ra và ỉ chân trái của mình lên nhá. Chân trái khi đưa lên thì mọi người sẽ
duỗi mũi chân, còn khi mà mình vuốt xuống thì mình sẽ móc mũi chân lên, mình trượt như thế này. Thế móc lên và trượt, mình sẽ làm hai lần trượt như thế nhá. Chân trái đang ở sau này, lên duỗi mũi chân và khi đưa xuống thì dần dần mở chân ra, ỉ mở và trượt chân lên, duỗi dần mũi chân và ỉ mở, như kiểu là dậm chân xuống ấy, thì gót của mình sẽ hạ xuống trước nhá. Ỉ một, ỉ hai, đó và mềm như thế, được chưa? Hai lần sau đó là mình về kết rồi mọi người ạ. Đó, kết đến đây rồi, được chưa? Nào mình làm lại nhá. Ê, mở xong này, chân lên này, một này, mở xong này, ê, một chân phải lên duỗi và trái lên duỗi, xin lỗi mọi người, chân trái nhá. Rồi đến đây và kết rồi đấy. Nào còn tay thì sẽ như nào? Nào tay đẩy sang bên phải và vuốt ỉ một, nào làm cả chân nhá, sang đến đây này, mở đến đây này, ê một thì mình sẽ vuốt từ bên phải từ bên trong ra, hất một hai đẩy lại này, làm lại nhá. Ê vuốt từ trong ra ngoài và úp lại, rồi nào làm lại này, ê vuốt từ trong ra, từ hai tay cùng đi song song với nhau này, từ bên trong về sau này, hất lại về đằng trước này, rồi đẩy sang bên cạnh người này và tiếp tục tay phải lên trước, tay trái lên và hai tay cuộn cổ tay rồi nâng người lên, đó là kết thúc rồi đấy mọi người ạ. Nào mình cùng làm lại nhá. Ê một và ỉ nâng lên luôn này, ỉ một này, hai này, ba và ỉ bốn lên, làm hai cái thôi nhá, mình tập trung vào cái bàn tay của mình nhá, chân mình từ từ đã nhá. Nào chuẩn bị lại, ỉ một này, hai này, ba này, bốn và năm, cuộn cổ tay và đưa lên trên, chân thì mình làm hai cái, làm sao cho khi mà cái đoạn của mình tay xong thì chân cũng xong, được chưa? Tức là chân và tay luôn luôn phải di chuyển đồng thời cùng với nhau, không có cái nào đằng trước, không có cái nào đằng sau. Rồi, từ đó động tác tay thì có thể là 4 nhịp nhưng chân chỉ có được 2 nhịp thôi đấy mọi người ạ. Nên là mọi người tự căn chỉnh làm sao để cho phù hợp nhé, để cho khớp với nhau nhé. Rồi, xong này, làm lại từ đoạn trước nhé, mở xong này, tiếp tục này, đánh tay từ sau luôn nhé mọi người nhé, đánh tay về sau luôn thì chân trái lên luôn này, một này, đánh đằng trước đánh sang ngang này, hai này, ba, bốn và ỉ lên chân. Rồi nãy thì mình không đây đến đây và ỉ một hai ba bốn, đó được chưa, mình làm lại nhá, làm nhanh hơn một chút xíu nhá, tại vì làm chậm là hay bị quên lắm. Lại một này và ỉ một này, hai, đúng rồi, chân lên luôn này, được chưa, chân lên luôn này, thế là kết thúc rồi mọi người ơi. Cái dáng này của mình nó giống cái đoạn đầu của mình ấy, thế là cũng giống đoạn đầu của mình, thì kết thúc thì mình đổi sang bên phải thôi, không có gì khác cả, và nhớ là cuộn cổ tay đưa lên này, thế và đưa dần dần duỗi thẳng người lên, nhớ nhá, khi kết thúc thì mình cũng phải vươn cao người lên, nhớ chưa, không rụt như này, đừng có cố gắng đưa quá chân quá cao để rồi cơ thể mình bị rụt hết lại nhá, mình đưa chân vừa thôi, kể cả mọi người đưa chân thấp như thế này cũng được, không sao cả, nhưng mà cơ thể của mọi người thoáng, đừng có cố gắng đưa cao, đưa cao xong cuối cùng là người trùng hết lại nhá. Nào làm lại nhá, mình sẽ làm vượt lên này, ỉ lên và ỉ một hai và vuốt dần tay phải, một ỉ hai, ỉ mở ra và bắt đầu đánh tay phải từ sau luôn, đá chân một nhịp này, hai và ỉ mở lên, ok, rồi làm lại một lần nữa này, hai ba ỉ lên và một hai ỉ vuốt, một ỉ hai và ba và ỉ một hai và ỉ ba lên chân, hai nhịp thôi, nãy cứ làm chậm là chân bị thành 3 cái đấy, nhớ làm 2 cái thôi mọi người nhé. Rồi thì nếu mà mình khớp vào nhạc thì mọi người vừa nghe nhạc vừa làm động tác để làm cho nó chuẩn hơn nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm lại từ đầu một lần khúc nhạc nữa cho mọi người xem nhá, và mọi người nhớ tập theo được không ạ? Rồi đặt từ đầu này, 5 6 7 8 và 1 2 3 và vào, 1 cuộn, 2
duỗi vòng chân ra và vuốt tay ỉ mở một, thả lỏng hai, nâng ra hướng một, quay sang hướng hai chân trái ký và lên ỉ đánh má đánh mặt ra bên ngoài, rồi hạ tay xuống tay phải úp này, hạ tay xuống một chút thôi và nhấc đầu lên và ỉ đánh vai một hai, nhấc tay phải lên một đi này, ỉ hai này, ba này và ỉ một hai ba, ỉ mở lên hai chân hai tay. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm từ đằng sau cho mọi người xem nhá. Nào, từ đằng sau là mình làm theo nhá. Đó, đầu tiên này, rồi một cuộn hai và xoay ba, vuốt qua duỗi bốn, ỉ vuốt một và nâng qua thế một sang thế hai, rồi hất lên, quay mặt ra ngoài khán giả, hạ tay xuống một chút và úp tay phải luôn, móc đầu lên từ dưới lên trên, qua bên phải để máy quay vào một hai, vai và vuốt tay phải lên một, ỉ mở hai và ỉ ba, tiếp tục đánh chân và tay luôn một hai và ba, bốn và năm, vươn cao rồi lên giữ nguyên. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng hoàn thiện xong một đoạn múa Hoắc Nguyên Giáp, và nếu như mà mọi người còn chỗ nào chưa hiểu thì mình hãy về tua đi tua lại để mình tập luyện lại cho thật kỹ nhé. Nếu như mà có đăng lên Facebook thì cũng đừng quên hashtag Balladi Dance Studio nha. Và mình cũng rất là hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong lớp của Balladi Hà Nội để chỉnh sửa cũng như là tập luyện cùng với mọi người nhiều bài mới và hay hơn nữa nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người.